Bayer Leverkusen của Xabi Alonso tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao khó tin ở mùa giải năm 2023-24. Tối qua, họ đã đè bẹp Bochum 5-0 ngay trên sân khách cho dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Những cái tên lập công cho Leverkusen là Patrick Schick, Victor Boniface, Ermin Adli, Josip Stanisic và Alex Grimaldo. Với chiến thắng 5 sao này, Leverkusen chạm mốc 50 trận bất bại ở mùa giải năm 2023-2024. Kể từ khi Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, khai sinh các giải đấu cúp cấp câu lạc bộ, chưa có đội bóng nào duy trì được chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường dài như Leverkusen. Tính riêng ở Bundesliga, Leverkusen thắng 27 trận, hòa 6 trận, ghi 87 bàn và thủng lưới 23 bàn. Phong độ khó tin này giúp đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso giành chức vô địch sớm 5 vòng đấu, đồng thời phá bỏ thế thống trị suốt 11 năm của Bayern Munich. Tính trên mọi đấu trường, Leverkusen thắng tổng cộng 41 trận, hòa 9 trận. Đáng chú ý, đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso chỉ có một trận duy nhất không thể ghi bàn, đó là trận hòa 0-0 với Mönchengladbach ở vòng 19 Bundesliga. Hiện tại, Leverkusen vẫn còn 3 trận đấu nữa ở mùa giải này. Họ sẽ tiếp đón Augsburg ở Bundesliga vào ngày 18 tháng 5 tới, trước khi đá chung kết Europa League với Atalanta vào ngày 23 tháng 5. Cuối cùng, Leverkusen sẽ gặp đối thủ hạng dưới Kaiserslautern ở chung kết Cúp Quốc gia Đức vào ngày 26 tháng 5. Điều đó có nghĩa Leverkusen hoàn toàn có thể nâng cao kỷ lục bất bại trong một mùa giải lên con số 53 và trở thành đội bóng duy nhất trong lịch sử bất bại trên mọi đấu trường trong một mùa giải.